Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình lên cho anh em xem một cái máy kết nối, một cái bộ tool kết nối với cái máy của hãng The One, máy khoan, máy vít gì cũng được, ở cách ống đồng. Nó là từ 12 ly 7 đến 19 ly, đỡ cách ống đồng chuyên nghiệp nha anh em. Thay cho cái bộ lã của anh em. Bây giờ anh em xài mấy con pin rồi, sử dụng cái bộ này rồi. Cái này Mỹ về, ở Việt Nam không có đâu nha anh em, Việt Nam chưa có shop bán. Mình đổ ra hết cho anh em xem. Cái này là cái kết nối với cái máy 887. Bộ phụ kiện. Đây. Nó có cái bộ phụ kiện này luôn nha anh em. Bộ lã này, lã này là lã 3/4 là 19 ly. Răng lớn này, răng lớn, và cái vòng này ở thị trường Việt Nam có bán này, cái vòng này, cái dao này, đấy. Rồi, mình đã kết nối được với cái máy này, máy 887 rồi, 887 Mexico, giá 2,2 triệu, ok, khá là đẹp ha. Vậy. Đây rồi. Đó. Mình kết nối nó lại ha. Kết nối rất là nhanh. Đây, cái này tục ra tục lại. Ok. Rồi, nó đã hoàn thành rồi nha. Tùng sẽ mình phải giữ. Siết cái này lại chứ. Đúng rồi, siết lại. Siết cứng lại. Nó rất là chắc chắn ngay, nó không có, khi mà mình riết cứng lại thì nó rất là chắc chắn, nó không có rục rịch như này. Nó có chỉnh thế nè, chỉnh thế hoài, thế nào chỉnh có thế đó. Đúng rồi, chỉnh thế rồi. Cái này là cái tháo cái này qua ha, mình thử không, mở khóa đây, mở khóa thì lấy ra, mở khóa thì lấy cái này nhanh ra rồi gắn lại, khó lại. Rồi đây là 19 ha, 19 ly ha, rất là nhanh gọn lẹ. Rồi nhờ anh em like giúp em một like.